professional của mình thì mình là ở đây. Nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em câu cá, nhưng mà mấy cá lặn xuống rồi sáng đi câu nhé. Úp lên cái này để cho anh em biết thôi, chứ ngoài ra không có để gì đâu. Anh em đừng bận tâm, mình không ra video tập 2 trong cái series mà đánh nhau với lại anime rồi đó. Anh em đừng lo, chúng ta sẽ gặp nhau với nhau. À dạ, mình cũng định làm một cái tập đó nữa, nhưng mà thôi thấy chán. Cái game nó chán, chỉ có dài như vậy thôi. Akinu được hết kia, nghe nó phải có Akinu đồ, cũng kể trong One Piece. Con này nó trong Naruto không à. Hôm nay mình chính thức làm, nhưng không làm đâu. Dạ, mình sẽ cũng quay nó là một người. Quay đâu ở cậu mắt của tôi phải nha, mắt cái tiền tôi mua mì gói ăn nè. Ấy lộn, coi vô để cho tôi tiền nhé, chứ dạo giờ dịch mà đâu có tiền đâu. Thôi muốn úp vô cái này thôi nên quyết tâm úp cho anh em xem. Trời ơi, chị ngủ xong vậy thôi, nó cũng rất đau. Dạ, mình sẽ cúp video, nhưng mà thấy chán mà nên là ây da, này không có tình nha. Đại kháng cái bữa rách nè, nghe cái quần nè, cái quần nè, đại kháng bữa rách chưa. Okay. Tình cảnh như này phê vái, phê khỉ. Đau đầu thiệt. Dạ, mình sẽ bay anh em một cái cách này. Bye.